Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Mau bám theo, yêu hồ này chạy nhanh quá. Nếu như ta không quay về thì mất mặt lắm. Ơi, sẽ không để nó chạy mất đâu. Được lắm Lạc sư muội, cuối cùng cũng bắt được rồi. Đây là dễ dàng đến bất ngờ nhỉ. Hết cách, ta đúng là có chút mạnh mà. Đúng vậy, cửu thọ mị hồ cũng bị cô áp chế đến không thể nào cử động được. Ấy, nguy rồi, vẫn là quá coi thường nó rồi. Sớm đã nghe nói loại yêu thú này thích trêu đùa người tu hành, rồi thì lại chết, rồi thì lại giết, chết cũng đáng mà. Yêu hồ tỷ tỷ, tỷ tỷ thật là đẹp quá đi. Ấy, qua đây cho ta. Thật là chẳng ra sao, hoàn toàn bị mê hoặc rồi. Ý, Lạc sư muội, cô cũng đẹp quá đi. Linh linh của ta sắp chết rồi. Đừng phá, xúc sinh đó đánh đến rồi. Ý, hồ yêu tỷ tỷ, ngươi dẫn ta đi đi. Chết tiệt, không kịp tránh rồi. Yêu thú giàu hoạt, đừng hòng làm hỏng thương đồng đội, đừng hòng làm thương đồng đội của ta. Sư huynh cẩn thận mê vụ của nó, yên tâm, ta đã chống đỡ được rồi. Cô hãy trông coi hoài nhân để ta đối phó với nó. Phương sư huynh, mọi việc đều giao chi ta. Mọi việc đều giao chi ta, đi tiểu hoài nhân. Phương sư tỷ cũng đẹp quá đi. Ngươi cũng trúng độc quá triệt để rồi đấy. Đừng phí sức mê hoặc ta nữa. Phương Minh Đường ta một thân chính khí, tuyệt đối sẽ không bị nữ sắc mê hoặc đâu. Đừng giằng co nữa, bó tay chịu trói đi. Không cần biết ngươi thế nào cũng vô dụng thôi. Ấy, Phương sư huynh, xin lỗi, ta thật sự là không chịu được. Lần này thật sự phiền phức rồi. Chết tiệt, thật đúng là xúc sinh giàu hoạt. Lông mềm mềm, chụt chụt. Phương sư huynh, còn có gia hỏa này, tiểu tỷ tỷ. Đều bị hồ yêu này mê hoặc rồi, chỉ còn lại mình ta. Có thể ứng phó được nó không đây? Cái gì? Mục tiêu vậy mà lại là Phương sư huynh. Mục tiêu vậy mà lại là Phương sư huynh. Sao có thể để ngươi thực hiện được chứ? Khốn nạn, nó đang lừa ta ra tay. Tụ khí viêm độn. Nguy rồi. Không kịp nữa rồi. Ý, Phương sư huynh. Lắm hoài nhân. Mê hoặc của mỹ sắc nhỏ bé sao có thể so được với nguy lan của đồng đội.
Không sao chứ Lạc sư muội, may mà vẫn kịp. Suýt nữa thì tưởng rằng mình tiêu đời rồi chứ. Không ngờ rằng hai người có thể đột phá mê hoặc của xương độc. Thật đúng là có cái nhìn khác về. Thụ tiểu thư, đại lang phải kinh sợ rồi. Tiểu tỷ tỷ. Hai người. Kết quả vẫn bị mê hoặc sao? Chúng ta quay về rồi. Chúng ta bắt được một con cửu thọ hồ yêu nè. Cửu thọ yêu hồ à, cũng coi như là làm không tồi. Không ngờ là các trưởng lão còn có đại sư huynh, hổ thẹn quá. Dương Nhan tỷ cũng về rồi à? Vậy mà lại tay không quay về. Ta mang về chính là tình báo quan trọng đây. Muốn nghe hay không? Phía Nam còn có huyền cơ thế này sao? Chẳng trách các ngươi lại đi về phía Nam. Không cần xuống giúp hay sao? Không cần, bọn họ có thể xử được. Đây chính là cơ hội lịch luyện. Ngược lại là công chúa người, đi theo Lý Thất Dạ phải cẩn thận một chút. Lời này là sao? Lão phu chỉ là có chút cảm giác. Lần này chuyến đi đến ma bối lĩnh này, người nhắm vào Lý Thất Dạ không hề ít. Đám người này đang ấp ủ âm mưu gì đó cũng không chừng. Vậy thì thật là kỳ lạ. Trên đường chúng ta cũng không có cảm giác bị đeo bám. Dù gì ngoại trừ hắn, cũng không có ai biết phía Nam còn có bí mật thế nào. Chưa kể đến nơi sâu thẳm ở ma bối lĩnh, cỗ năng lượng đó càng thêm rõ ràng. Không ít môn phái đều vì việc này mà chuẩn bị. Sâu thẳm, đã nghe nói nơi sâu thẳm ở trong ma bối lĩnh đều là thiên thú cao giai hung tàn. Tự ý xông vào sẽ chỉ được ít mà mất nhiều thôi. Rốt cuộc là thứ gì lại khiến cho các phái cam nguyện mạo hiểm? Chính là cỗ năng lượng mà vừa rồi ta nói đến. Nếu không ngoài dự liệu, điều này đại diện cho một kiện thần vương chi khí sắp thức tỉnh. Thế nào hả? Thần vương chi khí à? Ngươi muốn đi xem náo nhiệt hay sao? Thần vương chi khí? Có chút khó mà tưởng tượng. Thần vương chi khí, hư danh cũng lớn quá đấy. Vậy thì cửu thánh yêu môn sẽ tham dự tranh đoạt hay sao? Không, trưởng lão dẫn đội lần này là một ẩn kiệt phái. Hắn nói thăm dò môn phái của ma bối lĩnh, đa phần đều là chó săn của thánh thiên giáo. Không cần tham gia loại tranh đoạt không công bằng như này. Vậy thì tốt, ý gì hả? Những môn phái đó cứ mặc kệ bọn chúng đi. Chúng ta cứ đợi xem kịch hay thôi. Ấy, lại cố tỏ ra huyền bí. Ngoài việc đó ra thì không có tình báo gì khác sao? Còn lại cũng chỉ là có chút việc linh tinh. Nghe nói có môn phái tìm thấy một tiên thảo vạn năm, kết quả bị một con ếch lốt mất. Hiện giờ bọn họ đang tức đến phát điên mà tìm kiếm con ếch đó. Này, cái gì hả? Việc quan trọng như vậy vì sao không nói sớm? À, đối với ngươi mà nói, thần khí còn không bằng tiên thảo hay sao? Ai quản cái cỏ lát đó làm gì? Ngươi có nghe nói đến đó là con ếch thế nào hay không? Gì hả? Ngươi quan tâm đến con ếch đó làm gì hả? Nếu ngươi nghĩ rằng nó có gì đó đặc biệt thì sẽ thất vọng thôi. Nghe nói chỉ là một con ếch bình thường mà thôi. Vậy thì đúng rồi. Mau mau, dẫn ta đến gần đó. Này ngươi, lão ngưu dậy đi xuất phát thôi. Ồ. Bắt ếch cũng là do tiên đế báo mộng hay sao?